sáng ngày 26 tháng 4, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư là công ty Điền Phúc Thành tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại phường Long Trường, thành phố Thủ Đức. Ông Nguyễn Bình Thông, Phó Giám đốc công ty Điền Phúc Thành cho biết, dự án nằm trong tổng thể quy hoạch diện tích đất gần 15 ha của khu nhà ở phường Long Trường, với 3 khối nhà ở xã hội 1, 63 căn, nhà ở xã hội 2, 337 căn và nhà ở xã hội 3, 158 căn. Tổng diện tích sàn xây dựng gần 35.000 m2. Ông Thông cho biết, khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp 600 căn hộ cho người lao động thu nhập thấp. Dự án có mật độ xây dựng 40%, ngoài khu ở sẽ có các tiện ích như công viên, hồ cảnh quan, nhà trẻ. Chúng tôi cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ và chất lượng cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước trong việc cung cấp sản phẩm nhà ở xã hội đúng đối tượng, ưu tiên công nhân, người lao động thu nhập thấp và gia đình chính sách tại địa phương, ông Thông nói.